chúng ta sẽ thử dòng kênh điện tử rất là mỏng và đẹp của hãng Sanity. Cái này hàng chính hãng rồi ha, và được bảo hành. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng kênh khác nhau, đó là dòng kênh đơn giản dành cho gia đình và những cái dòng kênh to lượng mở thì giá sẽ mắc hơn rất là nhiều. Và đây là một dòng mà Sơn rất là thích tại vì giá thành hợp lý như bà con ở Việt Nam thường hay là xài. Thì giá của hãng này cả nhà ha, đó là 500.000. Đó. Nó có hai nào thôi, một cái là màu xám và một cái là màu xanh, các nhà thấy không? Bảo hành chính hãng 500.000. Nên là cả nhà mình nhớ mua hàng chính hãng nha để được cái kiểm định chất lượng. Bây giờ mình thử màu xanh đi. Rồi mình cuốn này ha. Hồ sơ sẽ đo cho cả nhà mình xem thử. Rồi bên trong thì sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn ha, nhiều ngôn ngữ nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy tay ra. Bên đây mình sẽ xài là 3 viên pin 3A. Đó. Cả nhà thấy cân rất là gọn nhẹ ha. Thì chúng ta nên kiểm tra trọng lượng của mình ha. Ngoài đo huyết áp nè, đến nhịp tim, cả nhà mình nên kiểm tra trọng lượng thường xuyên. Đừng để cái cân của mình nó trọng lượng nó thay đổi quá nhiều. Và đừng có để là cái trọng lượng của mình nó bị tụt cũng quá nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ cho pin vào. Cả nhà thấy đẹp không? Phía trước nè, phía sau nè. Đây là cái kính cường lực ha. Mặc dù mỏng nhưng mà chịu được đến 150kg cả nhà ha. Và ở dưới là bốn cái lót cell, bốn cái tế bào cân đó, thì nó sẽ cân được rất là chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ mở pin nha, mở nắp pin. Rồi bây giờ mình sẽ thu pin nè, mở vô. Ba viên pin này nó xài rất là lâu. Rồi mình lắp pin lại. Rồi bây giờ mình sẽ thử cân ha. Đó, cả nhà thấy nó đơn giản và có đèn luôn, rất là đẹp. Đây là kg đó, và đây là rồi cái cảnh báo số ký. Trước khi đo mình để cho cái đồng hồ nó hiển thị lên nha. Nè, mình đạp nó một cái, để chân mình đạp nó một cái, rồi khi nào mà đèn báo lên rồi á, sẵn sàng rồi mình mới leo lên đó. 67,5 cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống nè, mình thử làm 3 lần nữa nha. Đó, nếu mà mình đo lần thứ hai, đầu tiên mình có thể tắt cân đó, để cho nó lên hiển thị cái đồng hồ vậy á, mình mới leo lên đó, thì nó sẽ có một cái dao động tí xíu cả nhà ha. 67,5. Đây cả nhà thấy rất là đẹp ha. Cái cân này cần thiết cho gia đình, đặc biệt là nhà có em bé. Và đương nhiên nếu mà như chị em phụ nữ mình mà cần để kiểm tra cân nặng á, thì mình nên có ha, rất là gọn nhẹ và giá 500.000 thôi. Thì đối với nhiều hãng khác á, tương đương cái này thì giá có thể tới từ 800-900.000, và có những hàng Trung Quốc không rõ nguồn gốc thì có 200-300.000. Nhưng mà Sơn khuyên là cái giá này rất là phù hợp rồi, cả nhà dễ lựa chọn. Nếu cả nhà có gì thắc mắc á, có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn ha, hoặc là sau này có chế độ bảo hành cứ liên lạc với Hoàng Sơn. Rồi tạm biệt cô chú ha, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.